chúng ta không thể nào tiếp tục nghe lấy điện thoại được nữa. Công nhận Tào Sáng đúng điếm luôn, dám tương kế tụ kế chơi tụi mình, xém chút là tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Lan thôi. Biết làm gì nữa giờ? Nếu như chúng ta thu thập được chứng cứ, chắc chắn Tào Sáng sẽ không bao giờ thoát được lưới của pháp luật. Mày có nghĩ rằng Tào Sáng xóa hết dữ liệu không? Rồi Lan phải làm sao? Theo như Lan nói, hắn phải chờ Tuyết về, rồi lấy những video clip đó để làm bằng chứng trị tội Tuyết. Bây giờ Tuyết gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ mong sao Lan mau chóng tìm được chứng cứ thôi. Sao? Em có tìm được gì chưa? Thực ra thì em chỉ muốn biết người đàn ông của cuộc đời em có giấu giếm gì em hay không. Ngoài hai khẩu súng ngắn và các vật dụng khác thì không có gì hết. Ok, vậy thì bây giờ á, em muốn tìm hiểu cái gì nữa? Em không hiểu và em cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao anh lại khóa rất là cẩn thận các ngăn kéo trong phòng anh, trong khi mấy cái ngăn kéo đó không có gì quan trọng hết? Đơn giản thôi, bởi vì anh thích làm cho người khác phải tò mò. Anh đúng là khó hiểu. Anh có thể cho em mượn cái máy tính của anh được không? Được thôi. Trả anh lại chìa khóa nè. Anh đi. Xem coi máy của anh có game gì chơi không? Máy của anh á là dùng để làm việc, chứ không có cài đặt bắt cái game bậy bạ đâu. Mất công phải mua thêm bàn phím mới nữa. Em nghĩ là sau này anh cũng nên cài game vô máy đi, có gì lâu lâu còn giải stress nữa. Rồi đó. Cảm ơn anh. Khoan đã, chuyện này tính sao đi? Chuyện của anh. Khủng nè. Tụi bay tới gặp tao gấp, có chuyện quan trọng.
Chúng ta cần phải gặp nhau ngay bây giờ. Ok, vậy hẹn chỗ cũ nha. Ok anh. Dạ. Ai đó? Mẹ. Ừ, thay đồ rồi chở mẹ đi chợ. Đi liền giờ luôn hả mẹ? Ừ, chở mẹ đi chợ để mua trái cây. Ngày mai làm đám giỗ ông ngoại rồi. Dạ mẹ. Con sao vậy? Cả tháng nay mẹ đâu có nhờ con chuyện gì đâu. Mẹ ơi, tại vì bây giờ con có cái việc đột xuất này nó gấp quá. Gì mà đột xuất? Ngày hôm nay á, con đâu có lịch học. Tối con đi học võ mà. Mẹ, hay là để tối con chở mẹ đi nha. Sao tối nữa? Hay là con hẹn với con nhỏ đó phải không? Thôi, thay đồ đi, mẹ chờ dưới. Mà... giờ sao đây? Có chuyện gì sao anh? Con mẹ nó. Là chuyện gì? Con Lan nó dám qua mặt tao. Đại ca đã từng nói là không ai chung tình chung thành với đại ca bằng cô Lan mà. Thì chính vì tao quá tin lời nó cho nên tao mới bị lầm đó. Nhưng mà có chuyện gì vậy đại ca? Nó cãi gàn, dám sao chép tất cả những thông tin quan trọng trong máy tính của tao. Khi nào? Tối hôm qua. Như vậy là anh đã bắt tận tay. Sáng nay tao có truy cập vô phần mềm bảo vệ máy tính, và phần mềm có báo có người đã xâm nhập và sao chép. Vậy là có chắc là cô Lan làm? Chắc chắn là nó. Bởi vì phần mềm có báo là đã bị sao chép gần 1 phút, trong khoảng thời gian gần 2 giờ sáng. Trong thời gian đó chỉ có tao và nó trong phòng. Vậy thì bây giờ đại ca muốn làm gì? Tao đã quá nhân nhượng cho nó rồi. Giết hết là thượng sách. Từ trước tới giờ làm gì mà con chạy nhanh dữ vậy hả? Dạ. Bộ con có hẹn với nó phải không? Dạ. Cô đang có một cuộc hẹn quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn á, cho nên con mới chạy nhanh về nè để mau mau ra gặp Lan. Có chuyện gì mà quan trọng vậy vậy hả? Nếu quan trọng á thì con bỏ mẹ xuống đường để cho mẹ đi bộ đi. Có ai gọi điện thoại cho con vậy? Không sao đâu mẹ ơi. Dừng xe vô lề rồi nghe điện thoại đi. Phải nói gọi cho con không chị? Alo, anh nghe nè. Anh hả? Sao giờ này anh chưa tới nữa? Anh đang trên đường tới đây. Chắc là tới trễ chút xíu. Em ráng đợi anh nha. Rồi, em đợi. Ừ. Nói với nó là con không thể đến được. Chở mẹ đi về đi.
Em đến đây làm gì không? Rảnh rỗi đi uống cà phê một mình. Bộ có chuyện gì sao? Anh Sáng kêu anh đi tìm em và gọi em về gặp anh gấp. Chuyện đó thì đâu có mất công gì tới tụi anh đâu. Tại vì anh liên lạc với em không được. À, cái số điện thoại đó em để quên ở nhà rồi. Anh nghĩ rằng em nên gọi cho anh Sáng một tiếng đó. Được rồi, để có gì em qua bên đó liền luôn. Vậy thì anh cũng sẽ đi cùng em. Rồi anh hôm nay sao vậy? Là anh chào Sáng nói là anh phải hộ tống em. Mấy anh có cần phải trịnh trọng quá với em như vậy không? Em không hề đề nghị anh Tào Sáng để đưa ai hộ tống cho em hết á. Anh nghĩ là em nên nói chuyện rõ với anh Tào Sáng và đừng có tỏ có thái độ gì nghi kỵ tụi anh thì mất công lắm. Mời em. Trả tiền rồi mới đi được chứ. Được rồi. Khốn nạn! Sao anh lại đánh em như vậy? Em biết rất rõ chuyện đó mà. Là chuyện gì chứ? Chuyện gì hả? Tại sao em sao chép tất cả những dữ liệu quan trọng trong máy tính của anh? Anh nói dữ liệu gì? Em đừng có giả nai nữa. Anh đối xử với em như thế nào? Anh tốt với em như thế nào? Em đối xử với anh như vậy đó hả? Tại sao em làm vậy? Anh cho em một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật. Có phải em dùng những dữ liệu đó dùng để bán đứng anh phải không? Nói! Bán đứng anh thì không. Nhưng mà chép dữ liệu để phòng thân thì có. Phòng thân? Ok, để em phòng thân. Vậy thì bây giờ những dữ liệu đó ở đâu? Nó đang nằm trong máy tính của em. Tìm các dữ liệu đó cho tao. Chị, anh Sáng kêu là đem cơm cho chị. Cảm ơn em. À, em nè. Dạ. À, em có thể cho chị mượn điện thoại của em chút không? Chắc không được đâu chị. Tại vì anh Sáng dặn là chưa có lệnh của ảnh thì không ai có thể cho chị mượn hay là nói chuyện với chị. Chắc chị thông cảm giùm em nha. Chị hiểu, nhưng mà chị không có làm khó gì em đâu. Tại á, chị đang có việc. Nói chung là chị đang có việc rất là cần nhắn cho một người em của chị. Thiệt tình á, ba má của nó mới mất, nên chị có việc quan trọng lắm, muốn nhắn cho nó một tin thôi à. Chị nói thiệt chứ? Ừ, chị muốn điện thoại an ủi nó thôi. Thank you.
Alo, em hả? Chị biết là hiện bây giờ cô chú mới vừa mất nên em đừng có buồn và lo lắng. Em cứ ở chỗ cũ đó, rồi chị sẽ sắp xếp mang quần jean đen, áo khoác đen đến đúng vị trí đó. Em nhớ nha, một hai bữa nữa ngay tại cái quán đó em sẽ tìm được những kỷ niệm của chị. Còn bây giờ chị đang rất là bận chuyện riêng, không thể nào chị đến chia sẻ và an ủi với em được. Vậy nha, chị cúp điện thoại á. Alo, alo. Lan nói vậy là sao ta? Xong rồi chị. À, chị trả lại em nè. Cảm ơn em nha. Dạ. À, chị ơi chị. À, chị cho em hỏi, từ trưa giờ chị có thấy một cô gái nào mặc nguyên bộ đồ đen, dáng cũng cao cao, cũng đẹp đẹp người, có vào quán này không chị? À, có cậu. Có hả chị? Có. Cô ta ngồi ở đâu chị? Nè, ta ngồi ghế này nè. Tại vì cô ta là bạn của em, mà cô ta đi về rồi gọi điện thoại cho em nói là để quên đồ ở đây cho nên nhờ em tới lấy giùm. À, chị có thấy đồ gì để ở đây không chị? À, không có rồi nha. Tôi dọn tôi không thấy gì hết trơn á. À, không không, ý em không phải vậy đâu. À, ý em muốn nói là một cái vật nhỏ, nó tầm khoảng bằng ngón tay. Ê, nó giống như cái USB này nè chị. Nhỏ nhỏ, tròn tròn. À! Chị thấy nó hả chị? Tôi có thấy. Bây giờ nó ở đâu rồi chị? Nhưng mà tôi tưởng miếng đồng của ai á rớt bậy bạ rồi tôi đem dục vô rác rồi. À, nhưng mà chị dục vô rác chỗ nào chị? Trời ơi, tôi đem đổ ra xe rác rồi, giờ này ngày nào xe rác không tới hết trơn á. Vậy là chị đổ ra xe rác rồi hả? Đúng rồi, cậu chạy nhanh lên đi, không chừng quả chừng còn nữa. À, dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Mấy anh ơi, cho hỏi hồi nãy ai là người dọn rác ở quán cà phê ngõ vắng vậy? Thì tôi nè, nhưng mà có chuyện gì không vậy? Dạ, vậy những cái bao rác nó nằm ở đâu vậy anh? Thì nó nè, nãy giờ đem về chứ chắc để xuống quán đây thôi. Ồ, vậy hả? Anh có thấy một cái USB nằm ở trong mấy đống rác này không? Ủa, có USB, cái nhỏ nhỏ này hả? Dạ đúng rồi. Cái nhỏ quá tôi cũng không để ý nữa. Thôi giờ anh kiếm xung quanh đây coi có không? Anh ráng nhớ lại giùm em, từ nãy giờ anh có thấy không anh? Quan trọng lắm. Trời ơi, đã nói là không thấy. Nhưng mà bây giờ thôi, giờ đóng đất xung quanh đây nè. Bây giờ kiếm lại coi, biết đâu chuyện nằm trong đó thì sao. Dạ. Có phải anh tìm cái này không? Dạ, đúng rồi, cái này nè. Nó bị bể rồi sao xài được? Dạ không sao đâu. Tìm được nó là được rồi. Để em gửi tiền mấy anh nha. Thôi, tiền bạc gì, có gì đâu. Dạ mấy anh tốt quá, cảm ơn mấy anh nha. Dạ, chúc mấy anh có một ngày là làm việc vui vẻ. Em đi nha. Mạnh ơi, Mạnh ơi, mày đâu rồi Mạnh? Mạnh ở đây ông thần. Thôi, nguy nguy hiểm lắm. Còn coi cái USB của tao bây giờ nó bị bể, nó nát luôn rồi. Mày có cách nào mày làm lên không? Nè, nó thành đống phế liệu luôn rồi. Bây giờ mày tìm cách nào mày hàn gắn nó lại, mày để mày lấy dữ liệu đi. Mày lấy keo dán sắt hay là keo chó vậy mày hàn nó lại. Ừ, hoặc là mày lấy lửa á. Không bậy đâu, mày làm được mà. Tao tin mày, làm cách nào cũng được á nha. Để lấy dữ liệu nữa. Rất khó. Nếu không muốn thôi nói là không thể. Được mà, tao tin tưởng mày làm được. Nguyên đám bạn tao tin có mình mày thôi đó, mới đem lên cho mày sửa đó. Ráng nha, tao hy vọng vào mày đó. Quan trọng lắm.
Nhưng tao nói mày trước, phần trăm thì rất ít nha. Tự ít cỡ nào cũng chơi hết đó, làm đại đi. Em đã chép dữ liệu sang máy của em bằng cái gì? Thì bằng USB. USB hả? Vậy thì bây giờ cái USB đó để đâu? Tụi bay đã tìm được cái gì chưa? Dạ. Dạ tụi em đã lục hết cái nhà này rồi mà vẫn không tìm thấy cái USB. Đừng tung nhà nó lên. Mọi ngóc ngách phải tìm bằng được cho tao. Dạ. Dạ đại ca. Đại ca nói phải lục tung cái nhà này lên. Dạ. Để tìm cho bằng được cái USB. Dạ. Bằng không là chết cả đám. Theo tao lên đây.
ráng nha, ráng nha. Cố lên, cố lên. Phải được nha. Không được là chết luôn á. Được nha, ráng nha. Ừ, thôi làm đi. Được chưa? Được chưa? Chắc chắn là Lan đang bị Tào Sáng giam giữ. Nếu bây giờ chúng ta không kịp thời giải thoát cho Lan thì Lan sẽ gặp nguy hiểm. Thôi đi mày ơi, cũng giống như lần trước thôi, tự Lan có cách sẽ bò ra. Nhưng mà lần này là khác. Lan không thể nào chối cãi được. Với những chuyện mà Lan đã làm, chắc chắn Tào Sáng sẽ xử Lan. Vậy bây giờ mình phải làm cách nào để cứu Lan đi chung? Chắc chắn tụi mình phải vào hang hầm một lần nữa rồi. Nhưng mà Trung có biết chắc là Lan bị nhốt ở đâu không? Trung cũng không biết chắc nữa. Tại vì Tào Sáng hắn ta có tới hàng chục địa điểm tuyệt mật để giam người lận. Điều đáng tiếc là tụi mình không có thể liên lạc được với Lan. Bây giờ Trung chỉ hy vọng là Lan có cách để liên lạc ra bên ngoài. Lúc đó Trung mới biết Lan đang ở đâu. Chắc chắn lần này Trung và Dũng. Xin lỗi mày. Mày cho tao ngưng lần này đi. Tao nói thiệt á. Không sao đâu. Tao hiểu mà. Mày không tham gia cũng không vấn đề gì đâu. Với lại tao làm phiền mày nhiều quá rồi. Dũng, giờ Dũng tính rút lui khi mà bạn bè đang gặp nguy hiểm vậy đó hả? Tao không phải có ý đó. Mày nhớ đợt trước không? Tào Sáng bắt mẹ tao thị uy với tao hết một lần rồi. Còn bây giờ á, tao mà làm nữa rồi bắt mẹ tao một lần nữa rồi sao mẹ tao chịu đòn roi được? Tao phải lo chứ. Ê, đường đông xe vui quá. Bụi nhiều cũng vui quá ha. Đi chơi vui không? Vui quá ha. Ủa sao kỳ vậy? Tự giờ đi chơi mà vui mà sao thấy mặt không vui? Tại Yến đang buồn chuyện của Lan mà. Sao mà vui được? Thôi kệ đi, buồn gì. Dũng nói câu đó ra mà nghe được đó hả? Nói ra là thấy một con người vô tâm rồi. Sống mà không nghĩ tới bạn bè là sao? Sống gì mà sống được hả? Thì thật ra tôi cũng muốn giúp Lan, nhưng mà tôi không thể nào chỏ mũi vô cái chuyện của Tào Sáng được. Nếu mà tôi chỏ mũi vô chuyện Tào Sáng á thì Tào Sáng sẽ không có tha cho má con tôi đâu. Yến hiểu. Yến cũng đang buồn vì chuyện đó đó. Yến cảm thấy bất lực quá, không biết cách nào để giúp Lan nữa. Chị cho chị một cái điện thoại, chị gọi cho em chị được không? Chị làm vậy là làm khó em rồi. Lỡ anh Tào Sáng biết được là em chết chắc luôn đó. Chị không có nói, em không nói thì làm sao anh Tào Sáng biết được? Vậy là chị xem thường anh Tào Sáng quá rồi đó. Chị hiểu, chị biết mình phải làm gì để cho mọi chuyện êm xuôi mà. Chị đang rất là lo cho em chị năn nỉ em luôn á.
Vậy chị nhắn anh em nha. Ừ. Nói với anh đi. Dạ, em cam đoan với anh, chị Lan nói láo. Tụi em tìm khắp nhà chứ không thấy cái gì hết. Mẹ nó, mày dám qua mặt tao một lần nữa hả? Alo. Alo, là chị Lan nè. Em khỏe không? Mấy bữa nay á, chị bận đi xa lắm. Ở chỗ này chị đi có rất là nhiều cây cối. Cách đây, cách nhà chị khoảng 20 cây số á. Là bài tập xong chưa con? Dạ cũng gần xong rồi mẹ. Alo. Alo. Ăn trái cây đi cho mát cười. Dạ. Nha. Rồi coi bài xong nghỉ sớm ha. Dạ. Nhanh 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 giùm em. À, chị trả em nè. Cảm ơn em nha. Dạ em chào đại ca. Mở cửa. Dạ mời đại ca. Em tin lừa dối anh đến khi nào đây? Màn kịch đó là chính cuộc đời của nó. Mạnh ơi, Mạnh ơi, Mạnh. Mạnh ơi, Mạnh, 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 Mạnh. Có chuyện gì nữa vậy? Có chuyện quan trọng phì tới mày nè. Bây giờ nha, mày vậy. Mày làm sao mày định gì giùm tao cái số điện thoại này nó gọi từ đâu tới nha. Nha, gấp lắm, làm giùm tao liền đi.
tao biết chắc chắn một điều, mày sẽ tới đây cứu Lan. Ông đang giam giữ Lan ở đâu? Yên tâm đi, tao chưa giết nó đâu. Tôi yêu cầu ông phải thả Lan ra. Mày nghĩ là tao có làm theo yêu cầu của mày không? Ông không bao giờ trốn thoát được đâu. Pháp luật sẽ trừng trị những người như ông. Tao biết chắc chắn sẽ có điều đó đó. Nhưng mày nghĩ là mày còn sống tới ngày đó để thấy tao bị bắt không? Mau thả Lan ra. Thả Lan ra! Ok, mày muốn cứu con Lan chứ gì? Tao có thể thả con Lan ra và đảm bảo an toàn cho nó. Hạng người như ông chắc chắn sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Chính xác, mày rất thông minh. Ok, tao sẽ thả con Lan ra. Mày thế vào chỗ của nó. Mày có thể không làm? Tôi sẽ ra khỏi đây và mang Lan theo.